Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em, Thiên Chúa là tình yêu. Chính tình yêu đã lôi kéo Chúa đến với chúng ta. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa và xin cho chúng ta cũng biết đáp lại lời Chúa mời gọi mà đến với Chúa. Chúng ta hợp ý dâng lễ tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ, xin ơn bình an cho gia đình và cầu nguyện cho linh hồn Maria, Anton, Anna, Phêrô và linh hồn Giuse dỗ 100 ngày. Để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới trên cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúng tụng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con vô Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đức Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đức tối cao, cùng Đức Chúa Thánh trong Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
xin hướng dẫn chúng con biết hành động theo thánh ý Chúa, để nhờ kết hợp với con một Chúa là Đức Giêsu Kitô, chúng con đem lại hoa quả dồi dào là việc lành phúc đức. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Trích sách tiên tri Giô-na. Lời Chúa phán cùng Giô-na rằng: hãy trỗi dậy và đi đến Ninive, một thành phố lớn, và rao giảng cho nó điều ta sẽ nói cho ngươi. Giô-na trỗi dậy và đi đến Ninive theo lời Chúa dạy. Ninive là một thành phố lớn, rộng bằng 3 ngày đàng. Giô-na tiến vào thành phố đi 1 ngày đàng, rồi rao giảng rằng: còn 40 ngày nữa, Ninive sẽ bị phá hủy. Dân thần tin tưởng nơi Chúa. Họ công bố việc ăn chay và mặc áo nhảm, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Chúa thấy việc họ làm, vì họ bỏ đời sống xấu xa. Chúa bỏ ý định phạt họ, và người không thực hiện điều đó. Đó là lời Chúa. Thế gian này đang qua đi. Anh em thân mến, tôi nói cùng anh em điều này là: thời giờ vắn vỏi, còn có cách là những ai có vợ hãy ở như không có, những ai than khóc hãy ăn ở như không than khóc, những kẻ hân hoan hãy ăn ở như không hân hoan, những người mua sắm hãy ăn ở như không có gì, những ai dùng sự đời này hãy ăn ở như không tận hưởng, vì trương bộ mặt thế gian này đang qua đi. Đó là lời Chúa. Thank you.
anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccu. Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilê rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Người nói: thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến, anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào phúc âm. Đang lúc đi dọc theo bờ biển Galilê, người thấy Simon và em là Andre đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: hãy theo ta, ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người. Lập tức các ông bỏ lưới theo người, đi xa hơn một chút. Người thấy Gia-cu-bê, con ông Giê-bê-đê và em là Gio-an đang xếp lưới trong thuyền. Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giê-bê-đê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công và đi theo người. Đó là lời Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta về những ngày đầu tiên mà Chúa đi rao giảng tin mừng và chỉ cho chúng ta phải làm thế nào đây khi chúng ta nghe lời Chúa. Người ta kể chuyện một hôm Satan triệu tập tất cả các thần giữ lời, sai chúng đi đến trần gian với một cái sứ mạng duy nhất: các ngươi hãy đi nói với mọi người là Chúa đã chết rồi. Rồi sau đó đoàn quân ra đi, nhưng mà chẳng bao lâu về hết. Satan đầu tiên nghĩ là đám này nó lười, nó trốn việc, cho nên mới trách quân lười biếng, chưa làm gì mà đã về rồi, sao vậy? Thì cả đám quỷ con đó mới đồng thanh trả lời: thưa Ngài, chúng tôi chẳng có việc gì để làm. Những nơi chúng tôi đi qua trên mặt đất này, đâu đâu người ta cũng sống như là Thiên Chúa đã chết rồi. Hận thù, chém giết nhau, gian tham, trộm cắp, nơi nào cũng có. Chẳng có gì xấu mà người ta lại không dám làm. Nhiều người nói là mình tin vào Thiên Chúa, nhưng họ sống như là không có Thiên Chúa. Thuyết phục họ Thiên Chúa đã chết rồi làm gì nữa, khi mà chẳng ai muốn nhắc đến Thiên Chúa ở trên môi, chẳng ai nhớ Chúa đang sống trong cuộc sống của mình. Như vậy chúng ta thấy Chúa đã đến để ở với chúng ta, mà không phải là mọi người đều đón nhận Chúa. Có những tông đồ mà chúng ta thấy khi Chúa nói thì theo Chúa ngay, nhưng mà ngược lại, sau 3 năm rao giảng, Chúa lại bị những con người nghe Chúa giảng rồi đó, thấy Chúa làm phép lạ đó, nhưng lại đóng đinh Chúa, lại loại trừ Chúa. Và chúng ta thấy rõ ràng cái niềm tin không phải là một kiến thức, nhưng niềm tin là chính cuộc sống. Niềm tin là một ân sủng Chúa ban, nhưng cũng là chọn lựa của mỗi một con người chúng ta đây. Thế nên ngay khi bắt đầu đi rao giảng về nước trời, Chúa Kitô đã nối kết lòng sám hối với đức tin. Và sám hối là cái bước đầu tiên, là một cái chuẩn bị phải có, là một cái chọn lựa căn bản để bắt đầu cho đời sống đức tin. Nhiều khi chúng ta tin, nói là tin, nhưng mà hỏi có sám hối không, chẳng thấy có gì để sám hối cả. Nhưng mà không phải, sám hối là việc của đức tin. Một chọn lựa đến từ niềm tin, dẫn về niềm tin, luôn bắt chúng ta phải bỏ đi nhiều điều lắm,
trong cuộc sống của chúng ta, thái độ của các tông đồ đầu tiên là từ bỏ. Các ông chọn lựa theo Chúa thì đã phải bỏ ngay, bỏ dứt khoát và triệt để những tình cảm, những tính toán thường tình. Simon và Andre đang quăng lưới cũng bỏ lưới đi theo Chúa Kitô. Giacôbê và Gioan đang vá lưới thì bỏ cả lưới, bỏ cả cha nữa, bỏ cả thuyền, bỏ những người làm đó để đi theo Chúa Giêsu. Và cái việc từ bỏ dứt khoát và triệt để của những môn đệ đầu tiên của Chúa Kitô cũng là một cái gợi ý cho những từ bỏ trong cuộc sống của chúng ta. Mà cái điều đầu tiên ai cũng phải có, đó là sám hối, đó là quy hướng tất cả về cái mối lợi sau cùng của mình. Phải coi thường tất cả mọi điều được thế gian coi trọng, với một lý do rất đơn giản mà chúng ta đã nghe Thánh Phaolô nói trong bài đọc thứ hai, đó là thế gian này đang qua đi. Chúng ta quan tâm một cách khôn ngoan đến những việc đời này qua việc tuân giữ các việc bổn phận, nhưng mà quan tâm một cách quá đáng lại trở thành ra một mối lo âu nguy hại. Như Thánh Phaolô tông đồ đã viết, nỗi ưu phiền theo ý Thiên Chúa làm cho chúng ta hối cải để được cứu độ, đó là điều không bao giờ phải hối tiếc. Còn nỗi ưu phiền theo kiểu thế gian thì gây ra sự chết. Và Thánh Phaolô đề nghị với mọi người một cái sự lãnh đạm đối với những cái lo toan của trần gian. Thưa anh em, tôi xin nói với anh em điều này, thời gian chẳng còn bao lâu. Vậy từ nay những người có vợ hãy sống như không có, ai khóc lóc hãy làm như không khóc, ai vui mừng như chẳng mừng vui, ai mua sắm hãy làm như không có gì cả, kẻ hưởng dùng của cải đời này hãy làm như chẳng hưởng, vì bộ mặt thế gian này đang biến đi. Và trong thời gian vừa qua, chúng ta đã thấy được những cái chết thật là bất ngờ, thật là đột ngột trong giáo xứ chúng ta, là hai của anh Anton Phong, của chị Maria Hạnh, rồi trong tuần vừa qua của cha Giuse An, và trong tháng trước của cha Giuse Tâm, rất là đột ngột. Và chúng ta qua những cái đột ngột đó để thấy được là chúng ta đừng có quyến luyến những điều mà ra đi không biết lúc nào. Và sám hối là một cách tuyên xưng đức tin trong cuộc sống của mình. Sám hối là nhận ra mình là người có tội và quyết tâm thay đổi cuộc sống để hướng về cái chọn lựa sau cùng. Dân thành Ninive trong bài đọc 1 cho chúng ta thấy là không cần dâng một lễ vật nào hết để làm cho Chúa vui lòng. Thế nhưng của lễ họ dâng làm cho Chúa vui lòng đó là cái sự thực lòng sám hối. Và chúng ta cũng nghe trong Thánh Vịnh, Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có thượng tín lễ toàn thiêu Ngài cũng không chấp nhận. Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát dày vò Ngài sẽ chẳng khinh chê. Và như thế chúng ta nhìn lại cuộc sống của mình, đây là điểm chúng ta cần phải xét mình đây. An tâm thấy mình không có gì phải sám hối mới thực sự là điều đáng phải lo âu. Và khi nói đến điều này, cộng với những lúc mà ngồi tòa giải tội, có những người vào xưng tội mà tôi nghe và thấy rằng họ xưng tội như mình chẳng có tội gì cả. Rồi có những người vào và chẳng nhớ có tội gì hết. Đây mới chính là những điều mà làm cho tôi cảm thấy phải lo ngại cho những tâm hồn đó. Vậy thì chúng ta phải làm sao đây? Mỗi người luôn luôn phải có một điều để sám hối, để sửa mình. Nếu như
chúng ta thấy không có gì phải sám hối, phải sửa mình nữa, thì điều đó cho thấy rằng đời sống đức tin của chúng ta nó đã suy kiệt rồi. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa đã đến với chúng ta, và không có điều gì làm cho chúng ta đến gần với Chúa một cách gần gũi và mạnh mẽ bằng một tâm tình sám hối. Xin cho chúng ta có được tâm tình sám hối ăn năn. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là chiều nan thời quan phong siêu phi la tu, chiều đông đinh trên cây thanh gia, trên và tán xác xuống gung tô tưng. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hiệu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng, có ở khắp thế này các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã sai con của người đến trần gian để mở ra nước trời và mời tất cả chúng ta bước vào. Hãy sám hối và tin vào tin mừng là lời mời gọi Chúa dành cho tất cả những ai muốn trở thành công dân nước trời. Trong tâm tình cảm tạ, chúng ta dâng lời nguyện xin. Xin chỉ bảo cho con biết đường lối Chúa. Xin cho công cuộc đối thoại đại kết giữa các giáo hội Kitô giáo gặp nhiều thuận lợi, xóa dần những ngăn cách trong giáo thuyết hay rào cản do thực hành, hầu tất cả được hợp nhất trong cùng một đức tin và một thánh thần. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Các môn đệ từ bỏ mọi sự và đi theo Chúa. Xin cho các Kitô hữu, cách riêng những người đang sống đời thánh hiền, luôn gạt bỏ mọi mật thiết với Đức Kitô để được gia tăng đức tin, đức cậy và đức mến, hầu tích cực trở nên dấu chỉ của niềm vui, tin mừng cho thế gian hôm nay. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Thời giờ vắn vội, bề mặt thế gian này đang qua đi. Xin cho mọi người đang hiện diện trong cộng đoàn phụng vụ hôm nay biết quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa, không ngừng hoán cải và cân tất bản thân cho phù hợp với những đòi hỏi của nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa muốn xây dựng nước trời ngay từ mặt đất này, từ lời mời gọi với mỗi người chúng con. Xin cho mỗi người chúng con có một điều dốc lòng cho năm mới đây, để sự đổi mới của từng người mang đến sự đổi mới của cả mặt đất này. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Oh.
Anh chị em hãy cầu nguyện đây, lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ chúng con dâng, và lấy quyền năng Thánh Thần mà thanh hoa, để nhờ của lễ này chúng con được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thanh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thâm gia để cứu chúng con khỏi chết muôn đời và từ cõi chết sống lại. Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bề thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: thân là đứng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thương ấy, sau bữa ăn tôi, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu,
để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với đức giáo hoàng Phanxicô, đức gia mục Emmanuel chúng con, đức cha Tôma và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị liên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Hãy theo ta, ta sẽ
dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã rộng ban cho chúng con mình và mau Đức Kitô con một Chúa là nguồn mạch sự sống dồi dào. Xin cho chúng con được luôn luôn hoan hỷ vì ân huệ Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Trong tuần tới đây, chúng tôi sẽ đi thăm một nhóm trong họ La Vang. Trong tuần qua, khi đi thăm nhóm mà ông Chánh Tích đã làm công việc trưởng nhóm trong thời gian vừa qua, chúng tôi rất vui mừng thấy ông đã lo liệu để in cái bài giáo lý gửi đến cho từng người. Xin các vị trong ban điều hành, các họ, các ông bà trưởng nhóm có thể là làm theo như vậy. Và đến nhà xứ đây thì để các em nó sẽ giúp cho photo ở ngay trong nhà xứ này, để rồi người ta phát cho từng gia đình. Xin cảm ơn. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.